Với vai trò của mình, Liên minh Hợp tác xã, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn cần có sự vào cuộc tích cực để góp phần quản lý tốt việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại vùng sản xuất hàng hóa. Theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, các hợp tác xã, doanh nghiệp cần tăng cường liên kết, khuyến kích nông dân cam kết áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật vào sản xuất, hạn chế sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, chủ động lồng ghép xây dựng tổ dịch vụ bảo vệ thực vật, quản lý tốt vật tư đầu vào và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả, thực hiện thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật và các phế phụ phẩm khác đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đối với các doanh nghiệp liên kết tại các vùng sản xuất đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ, các vùng đang xây dựng sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, cần khẩn trương xây dựng các giải cách ly, vùng đệm, quản lý tốt sản xuất tại giải cách ly và vùng giáp danh với cánh đồng thông thường để đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn cho sản xuất hữu cơ theo quy định.